Việt Nam nói muốn Hồng Kông sẽ sớm ổn định và tiếp tục phát triển trở lại, ngay sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia gây tranh cãi cho đặc khu kinh tế Hồng Kông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 2 tháng 7 nói với các phóng viên rằng Việt Nam sẽ theo dõi những gì diễn ra ở Hồng Kông và lập trường của Hà Nội về tình hình Hồng Kông rất rõ ràng. Bà Hằng nói Việt Nam tôn trọng và ủng hộ chính sách một quốc gia hai chế độ của Trung Quốc, luật cơ bản Hồng Kông và các quy chế liên quan của Hồng Kông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định các vấn đề về Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc và rằng Việt Nam chỉ mong Hồng Kông sớm ổn định và tiếp tục phát triển trong tư cách là trung tâm kinh tế tài chính quan trọng của khu vực và thế giới. Với lập trường này của Hà Nội, Trung Quốc đã đưa Việt Nam vào danh sách các nước ủng hộ Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, trong đó có Cuba và 48 quốc gia khác. Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đồng loạt lên tiếng chỉ trích đạo luật này vì cho là vi phạm nguyên tắc một quốc gia hai chế độ.